Hello mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Huy Mai Cầu Lồng đây. Thì hôm nay thì Huy không có lên dự án gì nhiều, cũng như là hôm nay sẽ là một clip nói về cái tình trạng sức khỏe của những người chơi cầu lồng dù không chào. Thì vì nó tại sao Huy lại làm về clip này nó sẽ hơi khác biệt một xíu so với những clip mà từ trước tới giờ Huy làm. Thì hôm trước cách đây khoảng chừng vài ngày Huy có xem được một clip này trên TikTok. Hình như clip này là clip của, Huy không rõ là người của Trung Quốc hay là của người Việt mình, nhưng mà sau Huy xem clip này xong thì Huy mới nảy ra một cái suy nghĩ và cũng như là sẵn Huy lên clip làm cho các bạn luôn. Thì sau khi mà Huy xem clip xong thì Huy sẽ có một vài cái suy nghĩ cũng như là một vài cái gọi là nói riêng về sức khỏe của mình, dù có đam mê cỡ nào, không chỉ môn cầu lông nói chung và còn nói riêng với những cái môn thể thao khác ha, nói riêng những thể thao khác, và cũng như là tại vì sức khỏe thể dục thể chất là nói chung cái tình trạng của con người mình rồi ha. Thì hôm nay mình sẽ lên clip này nói rõ hơn về tại sao mà đang chơi cầu lông lại bị đột quỵ như vậy hay là bị xỉu vậy, đều có lý do hết ha. Và clip này cũng như là Huy sẽ rút ra được một vài kinh nghiệm của bản thân và cũng như là muốn truyền đạt lại với mọi người luôn ha. Thì mọi người xem xong clip mọi người nhớ nhấn like, subscribe nếu mà thấy hay và nhé. Và bây giờ thì bắt đầu thôi, let's go. Cái điều đầu tiên Huy nói đây là các bạn thường nghe thấy là thi thoảng và dạo gần đây thì có một số cái trường hợp là đang chơi cầu lông thì bị đột quỵ, chẳng hạn như là có một đơn nam của Trung Quốc, Huy không nhớ tên gì nhưng mà được kênh Vinbee truyền đạt chia sẻ lại ha, rất là tiếc luôn, bị đột quỵ tại chỗ và ra đi luôn. Và có một số người gần đây không phải là vận động viên thi đấu quốc tế quốc gia hết, là chỉ là một người chơi đơn giản, người chơi phong trào thôi, nhưng mà họ bị xỉu, họ bị như thế nào đó, cái đó gọi là mang cái bệnh trong người. Nhưng mà thể thao mà mọi người, thể thao là một cái gì đó mang tích cực tinh thần thể chất cho con người mình, nó giải tỏa được cái áp lực sau khi mà một ngày làm việc mệt mỏi về, mình gặp cái vật mình ra sân, mình chỉ đánh cầu bao nhiêu bực tức mình dồn với cầu mình đập bùm bùm, đúng không? Nhưng mà đây nói về là cái bệnh ở đây là mọi người ai trong người ai cũng có bệnh hết, sốt cảm ho cái đó do thời tiết thôi, hoặc là do thức ăn uống hàng ngày, này là do bệnh mà nó đã mang trong mình trong thời gian dài, chứ không phải là bệnh nhất thời nha. Bệnh nhất thời là có nghĩa là bệnh trong một thời gian ngắn, nặng lắm là một tháng hai tháng là khỏi thôi, nhưng mà lần này là bệnh mang cho mình, nó mang tới một cái tỷ số là năm. Đó là những cái bệnh của những lứa tuổi như là U40, U50 và đặc biệt là U60. Thì trong ba cái độ tuổi này là những cái độ tuổi mà dễ mắc kiểu như mắc bệnh, kiểu như là người chơi phong trào tập luyện thể thao mà họ chỉ nghĩ là tập luyện đánh ra mồ hôi kiếm sức khỏe hay là như thế nào đó thôi, nhưng mà đôi lúc họ lại quên rằng là sức khỏe của mình quan trọng. Nhiều khi có nhiều người bị bệnh nặng hay là như thế nào đó nhưng mà họ vẫn ra sân họ đánh, tại vì kiểu như giống Huy á, người chơi phong trào kiểu như là có đam mê ấy. Một ngày không cầm được vợt ra sân chịu không nổi, kiểu một ngày phải có một cái gì đó đánh đi cọc hay cái thói quen á, mình bỏ một thời gian thì đánh nó không được nữa, tại vì cái cảm giác khi mình đánh vô cái cầu cảm giác nó xa lạ khi mà một thời gian dài mà không đánh á ấy. Bởi vậy khi mà đánh cầu á thì mọi người cũng phải lưu ý giùm là cái sức khỏe của mình, dù biết tập luyện thể thao là sức khỏe, tuy nhiên sức khỏe ở đây trong thể thao là sức khỏe về tinh thần, và tinh thần và cũng như là sức khỏe năng lượng mỗi ngày chúng ta hoạt động cơ thể để mà cơ thể linh hoạt hơn như thế nào đó, khi mà chúng ta ăn uống chúng ta làm việc á, nó thoải mái, nó giảm căng thẳng hơn. Chúng ta không nói chuyện thắng thua ở đây nha, chúng ta chỉ nói là được cầm cái vợt đánh cầu là hạnh phúc rồi đấy. Thì lúc đó Huy nhớ là Huy bị sốt, cái đó, cái bệnh do thời tiết, bệnh ăn uống rồi Huy vẫn ra sân nhưng mà Huy không đánh, Huy chỉ ngồi coi thôi,
coi cũng cảm thấy vui là mình cầm vợt mình đánh mình la hô mình cổ vũ ta, mình cũng thấy hăng rồi, mình cũng thấy năng lượng rồi. Tại vì trong một cái môi trường thể thao lúc nào cũng năng lượng sẵn hết, chỉ cần một người năng lượng truyền qua người kia liền, nó có giống một cái năng lượng điện không, không phải là Huy nói theo kiểu linh tinh gì đâu, cái này là Huy nói theo kiểu là cảm nhận mình luôn. Khi mà Huy đánh cầu lông, cái năng lượng của mình nó khá là quan trọng trong việc mà mình làm bất cứ một cái điều gì đó. Năng lượng tiêu cực thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề tác hại, năng lượng tích cực thì nó sẽ mang lại những lợi ích riêng cho mình ha. Khi mà các bạn đánh cầu á thì tinh thần của chúng ta lúc nào cũng thoải mái hết á, nhưng mà cái mà Huy nói đây là cái bệnh tật của mình biết trong người mình có cái bệnh, chẳng hạn như là bị bệnh phổi. Bệnh phổi là liên quan tới nhịp tim, mà nhịp tim nó sẽ liên quan tới cái việc chúng ta hô hấp. Thì khi mà đánh cầu thể thao thì các bạn phải vận động cường độ mạnh nhẹ tùy thuộc theo mình muốn ha. Thì những cái người mà kiểu dù họ có đam mê cỡ nào nhưng mà họ mang cho mình một cái mầm bệnh rồi trong người rồi, thì cái việc mà hô hấp, ví dụ như là bệnh về tim đi, hở van tim hay như thế nào đi, nhưng mà mình thích thể thao mình muốn vận động, thì Huy khuyên là thì những trường hợp đó mình nên chơi một cái cường độ cực nhẹ thôi, nhẹ nhàng, hoặc là thể thao dưỡng sinh mà tập những động tác cơ bản đơn giản, chủ yếu là mình hít thở không khí bên ngoài mình cũng thấy thấy khỏe rồi. Hoặc là ai mà có mầm bệnh về xương khớp gì đó, mình muốn thể thao mình cũng vẫn đi đánh được, tuy nhiên thì cũng cường độ nhẹ thôi. Tất cả nó đều nằm ở cường độ mình. Khi mà những cái lứa tuổi U40, 50 hoặc 60 thì họ chơi thể thao họ có nhiều mục đích khác nhau, chơi 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 cho biết, chơi vui giải trí, hoặc là chơi để mà mình nâng cao cái tinh thần sức khỏe của mình, để chơi để thi đấu là một chơi để thi đấu, nó là nằm ở cường độ mạnh rồi. Tại vì mình chơi trong cường độ mạnh thì mình phải hoạt động rất là nhiều, rất là xuyên suốt, và chế độ ăn của mình phải theo khoa học đấy. Thì còn dân phong trào mình bình thường mình đánh xong mình về mình tắm rửa mình ăn uống mình nghỉ ngơi, thì mình muốn phục hồi cơ cũng được không sao hết, mà mình phải ăn uống nghỉ ngơi để cho thời gian đó cơ thể mình được nhả ra, thả lỏng cơ thể ra để cơ thể mình có thể phục hồi lại năng lượng từ đấy. Còn về việc mà đã mang mầm bệnh trong người rồi thì cái việc mà chơi thể thao á, chơi thể thao chơi cầu lông ở ngoài trời á hay là chơi trong nhà cũng vậy, các bạn nên các cô các chú á nên chơi ở cường độ nhẹ thôi, ở mức vừa phải, cơ thể của chúng ta có thể kích ứng được. Chẳng hạn như là cái thể lực chúng ta chạy nhảy thường xuyên ra sân đó, thì cơ thể của chúng ta sẽ kích ứng được cái gọi là cái sức lực của bản thân mình. Mặc dù mình biết mình bệnh nhưng mình chạy chút xíu mình mệt thì mình làm mình hoạt động cường độ nhẹ thôi. Rồi trước khi mà mình đánh cầu hay là mình làm gì đó với đối phương, hay chạy với một ai đó, chạy với ai đó, thì sức khỏe tôi vậy là vậy, mình chơi vậy vậy có gì còn gánh giùm kiểu vậy. Còn chơi cầu lông thì các bạn để ý sức khỏe, nếu mà các bạn không được khỏe thì các bạn không không ai cấm chúng ta phải ra sân hay như thế nào đó, sân là của mọi người, ra sân coi gì cũng được, nhưng mà đánh cũng được mà cường độ nhẹ thôi, đừng có kiểu như là phải như thế nào đó theo cái nhịp độ của đối phương. Tại vì mình biết cái bản thân mình như vậy rồi thì mình chỉ chơi theo cường độ nhẹ thôi, và để đảm bảo được là vừa được tập thể dục thể thao vừa nâng cao tinh thần tích cực, cái sự tích cực ở đây ở cái tinh thần tích cực ở đây, và sức khỏe của mình cũng được hạn chế. Chẳng hạn như có những người bị bệnh ung thư, họ muốn vượt qua được cái căn bệnh đó, đầu tiên họ phải tìm kiếm tới đó là sự tích cực thì họ mới truyền được, thì họ mới có thể đánh bay được cái nỗi lo sợ, đánh bay được cái sự tiêu cực đó để họ mau chóng hồi phục hơn đấy. Thì trong thể thao, trong bất cứ môn nào, không chỉ là môn riêng môn cầu lông, khi mà bạn đã mang cái mầm bệnh trong người á, chẳng hạn ở lứa tuổi như là cô chú hoặc là những cô bác ở ngoài đánh vận động á, cỡ tầm U60 thôi ha, chứ U70 cao quá, U60 thôi, từ 65 trở từ 65 đổ lại, từ 40 đổ lên, hoặc là 30 còn khỏe rồi, nếu là 30 có mầm bệnh nữa thì cũng nên tương tự vậy thôi. Cái gì cũng phải có một cái giới hạn, cũng như là cái một cái sức khỏe nó được ổn định nhất. Mình tập thể dục thể thao mình để vượt qua căn bệnh, mình tập ở cường độ khác, còn mình tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe thể chất tinh thần, nó ở nằm ở cường độ vừa thôi. Và mình tập thể thao mà kiểu như là mình muốn chuyên sâu phong trào, mình muốn chuyên sâu thi đấu, mình phải tập ở cường độ nhiều, nhưng mà mình phải coi cái lượng sức của mình có phù hợp với cái tiêu chuẩn đó hay không.
nhưng mà thắng vô. Tại vì trong những tình huống khó xử nhất thì các bạn lại nghĩ chơi thể thao nó khỏe lắm, mà sao mình bị đột quỵ, họ lại mất công, họ suy nghĩ tiêu cực nữa. Thì thể thao họ dành cho mọi người, tích cực hay tiêu cực hay không đều do mọi người nghĩ. Thể thao họ chỉ giúp, trong môn thể thao, bất cứ môn thể thao gì, chỉ giúp cho tất cả mọi người có một sức khỏe tốt, tinh thần cũng như là cái sự tích cực trong công việc, cũng như là nó mang lại cái năng lượng hàng ngày cho tất cả mọi người luôn, không chỉ riêng là tuổi trẻ, người già cũng có nữa. Để cho nên là qua cái video này thì cũng nhắn nhủ với các cô chú, anh chị cũng như là các bác có chơi thể thao hay là có mang cái mầm bệnh trong người, cường độ hãy tạo cho chúng ta một cái thời gian cũng tập thể dục thể thao hàng ngày, nhưng mà ở cường độ nhẹ thôi, không chơi cầu lông hay chơi bất kỳ môn khác, hay là tập dưỡng sinh cũng được, miễn sao nó mang một cái không khí bên ngoài cũng như là cái sức khỏe được tốt cho bản thân mình được rồi. Ok nha mọi người, nếu mà mọi người xem hay video thấy hay, đừng quên để like, share, subscribe kênh nha. Bây giờ thì bye bye.